Ngày 28 tháng 9, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp cùng Công an phường 14 trích xuất camera an ninh ở điểm bán tạp hóa vỉa hè và đang vào cuộc truy bắt người phụ nữ xúi con trộm tiền. Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 50 phút tối ngày 23 tháng 9 tại điểm tạp hóa vỉa hè của bà Trần Thị Tuyết M, sinh năm 1962, ở đường Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3. Thời điểm đó, người phụ nữ đi xe máy biển kiểm soát 59K2-106 chở theo con trai khoảng 6-7 tuổi đến điểm bán của bà M rồi dừng lại mua ly cà phê sữa. Người phụ nữ đã đưa tiền, bà M trả lại tiền dư rồi quay ra khu vực bên cạnh để lấy đá. Lúc này, bà M bỏ tiền vào trong một túi ni lông treo ở vị trí ngồi bán hàng. Lợi dụng lúc bà M quay đi, người phụ nữ đã xúi con trai xuống xe, đưa bé nhanh chóng lấy bịch ni lông đựng tiền của bà M rồi nhanh chóng leo lên xe của mẹ. Bà M kể, người phụ nữ nhanh chóng lái xe đi, nói sẽ quay lại lấy ly cà phê sữa nhưng một đi không trở lại. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường 14 đã xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bà M và trích xuất camera an ninh ở vị trí bán hàng, các khu vực xung quanh. Theo bà M trình báo, trong túi ni lông có 700.000 đồng tiền mặt và số thẻ cào điện thoại có giá trị tương đương 1,6 triệu đồng. Đoạn clip mẹ xúi con trộm tiền của bà cụ bán hàng ở vỉa hè khi phát tán trên mạng đã khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.